nữ quỷ hút máu, xinh đẹp nhất châu Âu và chuyện giữ gìn tuổi xuân bằng phương pháp rùng rợn. Nữ bá tước đó còn được gọi với cái tên nữ quỷ khát máu nhất mọi thời đại. Bà chính là hình mẫu cho vô số những bộ phim kinh dị ngày nay với kiểu giết người không gớm tay để hy vọng giữ mãi tuổi xuân thì. Cải lão hoàn đồng có lẽ là bài thuốc huyền thoại luôn được những người phụ nữ giàu có nhưng ám ảnh về sự già nua xấu xí thời xưa tìm kiếm. Và theo nhiều tài liệu thuộc từng vùng, từng quốc gia thổ phong kiến cổ đại khác nhau, thì bài thuốc này có rất nhiều loại, nhiều phương pháp thực hiện. Tất nhiên chúng cũng chỉ là bài thuốc vô dụng, được nghĩ ra bởi những sự ảo tưởng về cách chống lại quy luật tự nhiên. Và trong số những bài thuốc để níu giữ tuổi xuân thời xưa đó, có một bài thuốc mà phương cách thực hiện phải nói là vô cùng kinh dị, bệnh hoạn, được một nữ quý tộc xinh đẹp bậc nhất châu Âu săn tìm ngày đêm, đó chính là tắm máu trinh nữ. Và tất nhiên, để có được loại thuốc này, bà ta đã sẵn sàng giết chết biết bao nhiêu là cô gái trẻ trong vùng, khiến cho đến tận ngày nay, khi nhắc đến tên bà ta, không ai là không dùng mình khiếp sợ. Nữ bá tước uyên bác và xinh đẹp bậc nhất châu Âu, nữ quý tộc đó chính là nữ bá tước Elizabeth, hay còn được gọi với cái tên nữ quỷ khát máu nhất mọi thời đại. Bà chính là hình mẫu cho vô số những bộ phim kinh dị ngày nay, với kiểu giết người không gớm tay, để hy vọng giữ mãi tuổi xuân thì. Elizabeth sinh ra tại Hungary năm 1560 trong một gia đình quý tộc hoàng gia. Sử sách ghi lại, ngay từ thời nhỏ bà ta đã có một nhan sắc muôn phần lộng lẫy, điển hình của gu thẩm mỹ phụ nữ châu Âu lúc bấy giờ, với đôi mắt xanh, làn da sáng, mái tóc vàng óng ả, cùng cung cách quý phái trang trọng hơn người. Ngoài ra, bà ta còn có một trí thông minh cùng lượng kiến thức uyên bác, khiến nhiều người phải ghen tị. Đặc biệt Elizabeth rất xuất sắc về ngoại ngữ, thông thạo tiếng Latin, tiếng Hy Lạp, tiếng Đức. Elizabeth kết hôn cùng với nhà quý tộc, bá tước Nadas de Friend vào năm 15 tuổi và hai vợ chồng quý tộc giàu có này cùng nhau sống tại lâu đài Cactais. Chồng bà ta vốn là thủ lĩnh của quân đội Hungary, rất nổi tiếng bởi lòng dũng cảm cũng như sự tàn bạo và cũng vì là một thủ lĩnh như thế nên ông rất thường xuyên vắng nhà để tham gia vào các cuộc chiến giữa Hungary và các nước lân cận ở thế kỷ 16. Còn lại Elizabeth ở nhà, bà ta chỉ biết quanh quẩn trong lâu đài hoặc thi thoảng xuất hiện tại những khu chợ giao thương trong vùng. Trước khi trở thành một người phụ nữ khát máu, bà ta rất được lòng của người dân nơi đây bởi vừa xinh đẹp, là vợ của một tướng lĩnh, lại hào phóng và uyên bác. Tuy nhiên, chính vì sự ngưỡng mộ này đã vô tình khiến bà ta luôn có một nỗi ám ảnh về vẻ đẹp và sự quyền lực. Ám ảnh về tuổi già và bắt đầu trở thành nữ bá tước khát máu. Cuộc sống tuyệt vời của Elizabeth kéo dài đến năm 40 tuổi, thì bà ta chợt nhận ra dấu hiệu tuổi già đang lần lượt xuất hiện, tóc hay rụng, gương mặt bắt đầu có nếp nhăn, đôi môi không còn đỏ hồng, đôi mắt lại bớt đi một phần trong xanh. Cùng với việc chồng không hay ở nhà, làm bà ta cô đơn đến mức phát rồ, vì nghĩ chính sự xấu xí của mình đã làm chồng kiếm cớ đi xa, và cũng chính sự già cỗi mà bà ta dần bớt nhận được sự tán dương. Vì thế bà ta đã tìm mọi cách để níu giữ dung nhan son trẻ của mình. Trong một lần, khi một nữ hầu chải tóc cho Elizabeth mà lỡ tay làm hơi mạnh, bà ta liền giận dữ tát cô người hầu này một cái đau điếng đến mức bật cả máu. Vô tình giọt máu này văng trúng tay bà mà bà không hề hay biết. Đến khi phát hiện thì máu đã khô, bà lau chúng đi thì nhận thấy phần da bị máu văng trúng có sự khác biệt, đẹp hơn, tươi trẻ hơn mà tràn đầy sức sống. Thế là, bởi lần vô tình dính máu kia, bà đã hình thành trong đầu một mầm mống tội ác man rợ. Bà liền cho người bắt cô người hầu kia lại, trèo lên trên chiếc bồn tắm, xong bà sai người lấy máu của hầu gái đáng thương kia, rồi trút bỏ quần áo và tắm phía dưới chỗ máu chảy. Nhưng mãi, máu vẫn không tài nào đầy bồn, để Elizabeth có thể ngâm mình, bà ta liền nghĩ phải chi có nhiều máu hơn. Giết người không gớm tay chỉ để lấy máu tắm cho trẻ mãi không già. Vì khao khát trẻ trung đến mức rồ dại, sau đó bà ta liền sai người đi săn máu về lâu đài, và yêu cầu của bà ta là phải máu của trinh nữ mới có hiệu nghiệm. Thế là, đêm đêm, những tay sai của Elizabeth âm thầm đi xuống các ngôi làng để bắt cóc những cô gái trẻ tuổi, mang về cho bà ta lấy máu tắm. Elizabeth tin rằng chỉ có cách đó, bà mới có thể níu giữ nét xuân thì. Những nạn nhân bị lột hết quần áo rồi trói chặt lại, bị hành hạ, đánh đập rồi lấy máu để Elizabeth tắm rửa. Đặc biệt, nếu nạn nhân là các cô gái xinh đẹp thì máu họ được đựng trong một bình vàng và Elizabeth từ từ uống cạn. Có thể nói, Elizabeth chính là hiện thân của Dracula. Bà ta đã tìm được bí mật của tuổi trẻ bất tận trong tư tưởng ma cà rồng. Đối với Elizabeth, lúc này, máu chính là sự sống, là sắc đẹp và là tất cả. Ghê gớm hơn,
Đến năm 1609, Elizabeth cho mở một học viện trong lâu đài với phương châm mà bà rao giảng là có thể giúp các cô gái xinh đẹp hơn, từ đó mang tới cho họ cơ hội đổi đời, thoát khỏi cuộc sống nghèo túng. Thế là ngay lập tức, học viện nhận được 25 cô gái từ các gia đình nghèo khó mơ một cuộc đổi đời. Tuy nhiên, cả 25 cô gái này đều lần lượt biến mất và máu của họ đều được dùng cho công cuộc níu giữ tuổi xuân của Elizabeth. Tất cả người trong vùng đều cảm thấy nghi ngờ, nhưng vì Elizabeth là một người rất có thế lực nên không ai dám lên tiếng. Sự việc bại lộ và cái chết của nữ bá tước khát máu, cuối cùng thì số lượng thiếu nữ trong vùng đã bị Elizabeth giết gần hết. Bà ta điên cuồng nhắm tới một đối tượng khác, đó chính là tiểu thư của những gia đình quý tộc. Theo ước tính, đã có hơn 600 cô gái trẻ là nạn nhân của con người khát máu này, theo đúng nghĩa đen. Và sự việc chỉ bị phanh phui khi vị nữ bá tước khát máu trở nên bất cẩn. Do giết hại quá nhiều người đến mức không tìm được cách giấu xác cho hiệu quả, ả ra lệnh quăng những cái xác ra khỏi bức tường bao quanh lâu đài. Hay tin báo cáo của những người dân trong vùng là nhìn thấy nhiều xác chết thối rữa và mùi hôi thối xung quanh lâu đài của bá tước Elizabeth, vua Hungary sai bá tước Thuzo Giori, anh họ của Elizabeth tới điều tra. Khi quân lính đột nhập vào lâu đài, họ đã chứng kiến một hình ảnh kinh hoàng, xác chết của những cô gái nằm giữa đại sảnh, máu bị rút hết. Một số cô khác còn thoi thóp và số còn lại bị treo lên sẵn. Trước sự việc gây giận này, nhà vua yêu cầu Elizabeth phải bị tử hình, nhưng bà tước đã thuyết phục thành công vua rằng điều đó sẽ ảnh hưởng nặng nề đến giới quý tộc và xin hoãn phiên tòa. Vào năm 1611, tòa án hoàng gia tối cao đã họp xét xử Elizabeth. Nhờ mang trong mình dòng máu hoàng tộc và công lao của chồng, Elizabeth được miễn án tử, nhưng bị giam cầm suốt đời tại chính tòa lâu đài bà gây ra tội ác. 3 năm sau đó, Elizabeth chấm dứt cuộc đời bằng cách tuyệt thực vào ngày 21 tháng 8 năm 1614 khi tròn 54 tuổi và không hề thốt ra lấy nửa lời ân hận với tội ác của mình. Bạn có suy nghĩ gì về vụ án? Hãy viết lại dưới đây những lời bình luận của mình. Để kênh được phát triển hơn, xin hãy ủng hộ bằng cách đăng ký và chia sẻ nhiều hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video sắp tới.